Tinh thần kiên nhẫn. Tý thời rằm tháng 5 năm đại đạo thứ 37, tức 16 tháng 6 năm 1962. Thành hoàng bổn cảnh, tôn thần chào chư liệt vị đàn tiền. Giờ này tôn thần thừa lệnh quan thánh đế quân báo cơ. Vì tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lễ, tôn thần xin xuất ngoại, tiếp điển, thi. Quang sang thiên tại tú chung thành, thánh triết minh đồng trữ thượng danh, để nghiệp công truyền chân hữu thủy. Quân thừa chung nhật chuyển thường thanh. Quan thánh đế quân, bần đạo hỷ hỷ chư chức sắc lượng đài, chư chức việt và đẳng chúng đàn tiền, nam nữ. Giờ nay bần đạo thừa thánh chỉ năm đàn, chuyển bút minh đề giáo huấn trong chương phổ thuyết tinh thần. Vậy trước tiên bần đạo miễn lễ đàn tiền tịnh tọa. Đề tài bần đạo diễn trình là một trong thập nhị thường chuyển, tinh thần kiên nhẫn định lập cho tâm hồn của mỗi chúng sanh, của mỗi hàng hướng đạo, để rèn luyện lấy lập trường sáng suốt trong cơ nuôi dưỡng tinh thần. Kiên nhẫn là một yếu tố định thành trong mọi trạng thái hàng ngày. Bất cứ trường hợp nào, tinh thần kiên nhẫn cũng được đề cao trong bước tiến. Riêng người tu học phải tìm hiểu chân lý của trường đạo để rèn luyện trong cơ nuôi dưỡng tâm hồn. Kiên là một lập trường vững chắc, một bố pháp để đảm bảo cho công tu học tự thành. Nhẫn là cơ lập đức siêu nhiên để hiện thân cho tinh thần cao thượng. Nên đề tài tu học tinh thần kiên nhẫn cần phổ truyền chu đáo để nung nấu tâm thức của mỗi môn đồ. Thật ra trên sự tín ngưỡng nói chung trong hàng môn đồ đều đỉnh thành niệm thức, nhưng đối với phần chân lý để định lập hàng ngày, đa phần không riêng cho hàng chúng sanh, mà trong bậc đàn anh chức sắc chức việc cũng chưa biểu hiện được đức kiên nhẫn hàng ngày, để làm cho cảnh thái linh huyền được thực dụng. Giờ nay đàn tiền thử ôn lại trong quá trình của mỗi một, thì đâu là đức kiên, đâu là đức nhẫn, có phải tinh thần kiên nhẫn chỉ thoáng qua trong phút chốc vọng tâm, trong khoảnh khắc gần gũi, theo lập trường huyễn ngã mà thôi. Cũng bởi thế nên người nhân sanh không đạt được yếu điểm tu hành, người chức sắc, chức việc cho tròn công phổ tế. Để nói theo đường lối rõ ràng, đề tài kiên nhẫn giờ này bằng đạo lực giải để làm tu liệu hằng ngày kể từ nay. Thi bài. Để bác chuyển minh đề thánh đức, kiên nhẫn truyền phương thức toàn công, kiên là bên bỉ cõi lòng, nhẫn là nhịn nhục lòng trong tinh thần. Kiên không chán cầu dân ý thiện, nhẫn không thành mẫu chuyện nghịch nhau, nhẫn làm giá phẩm tăng cao, kiên trinh đường lối dồi dào nghĩa nhân, kiên nhẫn hiệp định phần lập chí cho thể hành cách trí vật tri. Hãy mà lập chí làm gì có kiên, có nhẫn trường kỳ mới nên. Người kiên nhẫn không quên kết quả, việc trưởng thành một dạ thủy chung, dù cho
gặp cảnh hải hùng không nao, chí hướng chẳng cùng sức đương. Có kiên nhẫn mới tưởng chân mạng, có nhẫn kiên mới hãng thiên cơ, mới rằng đỉnh kiến cõi bờ, mới tin bản thể chẳng ngờ lương năng. Kiên nhẫn ấy đã hằng danh dự, người xưa nay trụ ngự oai phuông, nhất là trọng trách vai tuồng, gắn hàng vắt hở gió luồng đêm đông. Gương trọng thánh nguyện lòng tinh tiến, đem chân truyền giáo thiện chúng dân, quảng báo lộ viện xa gần, hậu nho nối bóng chân tân soi đời. Kia luân bố chẳng rời kiên nhẫn, giữa dòng khơi quyết dẫn một lòng. Mỹ châu tìm thấy đầu công, mở đường nhân loại cảm thông hoảng câu. Người khoa học giải dầu ngại tháng, nối tiếp truyền mẫn cán nghiệm suy. Tuy rằng chưa trọn lương tri, thành công chế tạo đúng kỳ hiện thân. Mọi kết quả xa gần kim cổ, do nhẫn kiên gian khổ mà ra. Tự cơ thủ sự tề gia, đến cơ thành đạt chuyển qua trí bình. Nếu trái lại không dình chi cả, không nhẫn kiên khó họa nên công. Khác nào nước chẳng thông dòng, há thời nắng đốt lạch lòng tắt khô. Hoặc thiếu nhẫn kiên phò sức gắn, gắn mà không nhịn đặng nghịch tình. Một cơn phát tiết lòng tin, đâu còn giữ được an bình tâm kiên. Công đăng hỏa thập niên uổng phí, chữ ban đồ chánh thị phế nhi. Thử xem rồi có ích gì, đời người vô định bước đi gặp gần. Vậy kiên nhẫn tạo nên nghị lực, bất cứ ai cũng thực tập nhiều. Tứ dân khai triển hướng chiều, phải nhờ kiên nhẫn làm phiêu tiến hành. Đây trường đạo điểm thành giác nguyện, lập thân tu vận chuyển công trình. Muốn cho ngày một hoàn sinh, đề tài kiên nhẫn còn minh đỉnh nhiều. Trên bước tiến đủ chiều trở ngại, mỗi nhân sanh cần phải hiểu rằng, tốt tình ngoại cảnh rất sanh,
Nếu không kiên nhẫn khó thành công tu. Người hướng đạo mặc dù lý hội, nhưng quãng đường chìm nổi lắm phèn. Kiên tâm thể ngọn tầng đăng, nhẫn hòa lập đức để dằn trái quan. Đem trinh liệt bảo toàn sức sống, trọng tinh thành sử dụng linh thông, dựng xây cơ sở đại đồng, hành trình tế độ Long Đông há này. Tứ diệu để chuyển xây không ngớt, bát chánh đạo khảo vật tinh chuyên, phải là tận lực nhận kiên. Trước tu tự giác sao truyền giác ta, vơi biển khổ chung hòa từ huệ, ngăn thành sầu thống hệ đạo khai. Nữ lô cũng thể nam tài, toàn đem chí hướng học bài nhẫn kiên. Phải cho hết sức xiềng tư đổ, dẹp cho tan ai ô tham sân gián màng, hát ám phong trần thanh bình, vốn cõi một dần tăng soi. Đạo nghĩa ưng truyền roi lối cả, đã mạng hành phải dạ tinh chuyên, gọi chung một mảnh tâm nguyện, vươn lên thần lực nhẫn kiên đắc thành. Thi thành lập kiên tâm nghĩa hiệp khai, nhẫn hòa thượng đức điểm hồng oai. Chuyển mình tam thể sanh linh trụ, trực ngưỡng thiên trình đạo thái lai. Cười, đề tài giáo huấn đến đây đã hết. Vị bần đạo có lời ban chung ân huệ cho mỗi hiền, đã đặt mình trong nhiệm vụ, đã trọng tinh thần thiện nguyện trong đợt ra kinh, nghĩa là đã trọn tinh thần chúng thủy. Vậy bần đạo ban ân huệ chung cho tất cả. Bần đạo chào. Luyện đức chí thành. Tý thời mồng 1 tháng 6 Nhâm Dần, đại đạo thứ 37, ngày 2 tháng 7 1962. Bạch Liên Phổ Pháp chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền và chư đạo tâm đặng đặng. Giờ nay ta vâng thừa chỉ phán của Bồ Tát Báo Cơ. Vậy tất cả thành tâm kính lễ chào tiếp điện. Thi Nam Bàn đạo chuyển độ lương sanh, hải nhược truyền lưu hóa thể thành, bổ lập phương năng công mận hiệp, tác thường chung hội điểm phong thanh. Ngã Nam Hải Quan Âm Bồ Tát, đại hỷ chư chức sắc,
chức việc và toàn thể đạo tâm nam nữ. Cười: giờ nay bần đạo lai đàn để phổ truyền cơ giác thế trong thập nhị thường chuyển của phẩm trung thừa. Vậy bần đạo miễn lễ đàn tiền thoàn định. Đề tài hôm nay là dạy cơ luyện đức chí thành. Chí thành là một bổ pháp thông truyền để hướng dẫn chư linh căn thiện niệm trở về nguyên bản. Đức chí thành rất cần yếu cho mọi tầng lớp, không riêng gì phẩm độ tu trì. Giờ đây tất cả thử nghiệm suy, người có đức chí thành giữa bạn bè thân tộc đến lân bàn xã hội đều được sự yên vui và rõ thông chí hướng chân tình. Nên đức chí thành mà được nuôi dưỡng vào trong mỗi linh thể thì tất cả sẽ được an bình và định lập. Còn phần người tu hành nhờ đức chí thành mà trở nên đắc giác. Thứ xem biết bao nhiêu phẩm vị thiêng liêng, Phật, Thánh, Tiên, ngàn xưa đều nhịp theo cơ linh diệu, chí thành mà trưởng thành chánh quả. Nhưng thật ra đương thời mạt pháp nhân tâm dễ động, đạo tâm diệu phi, nên đức chí thành ít người trọng dụng. Vì thiếu đức chí thành biết bao những tục tình dục vọng lấn chan trong cõi dục thể, lần lượt diễn biến những trọng bệnh vào người. Vì thiếu đức chí thành nên tâm giả trá, làm cho lý sống thuần nhiên của con người phải lần lần ẩn dạng trước màn nhục thể phàm tâm. Bởi thế trường đạo ngày nay phổ truyền chánh lý, những pháp thể căn cơ cần trao lại để thực truyền nguyên lý trong cơ cải tạo tinh thần. Đức chí thành bần đạo lần lượt diễn trình ra đây, tất cả cần nghiên cứu mà chú trọng trong phương thực tập hàng ngày, để lần lượt tu tiến cho mình và hướng dẫn chung cho đàn tiền. Thi bài: để cử chuyển hoạch độ nguyện lý, giải lược đề cơ chỉ nội khoa, cho người hội tưởng báo nhà lập phương, khai triển tinh ba chí thành. Chí thành vốn đồng sanh tâm lực, và tiếp nguồn lãnh vực thanh minh, sống đời tỏa khắp danh thinh, chứng ngôi tiên Phật hành trình do đây. Chỉ là đến không quay lãng hướng, thành là đem niệm tưởng thật tình. Chí thành nào phải vô minh, mà do suy lý trong mình lẽ chân. Biết được việc nghĩa nhân là đúng, thấy được điều phóng túng là sai. Có nuôi thành tín trong ngày, mới truyền chân thể tương lai sống còn. Hồn kim cổ bản son tạc chiếu, nhuộm mùi thiên vi diệu cao tầng, đến lòng giữa lớp sanh dân, tiếp thông vạn trạng xa gần thực danh. Người thượng nước chia thành mục yếu, cuộc sự giao càng hiểu càng thân, vì rằng đúng hướng tinh thần bên trong chứa đựng từng phần tinh anh. Phẩm toàn diện cao thâm chí bổ, một cõi lòng linh diệu suy tôn, hiếp truyền cả xác lẫn hồn đạt cơ,
thể đạo giữ còn huệ quen. Nên chia thành khởi đoan quyết tại, đứng làm người cần phải tạo nên. Nếu không như bạc pha kênh, lẫn trong mờ đục tiếng rền canh canh. Bởi thời nay mô sanh trí xảo, chuộng đổi thay xốp áo ngoại dung, không cần thức lý tinh trung, lại cho thành tính lối dùng hoặc dân. Rồi những mãi mộng trần sôi nổi, vọng cuồng theo gió thổi bên ngoài, không nhìn sự thật là hay. Giả nhân giả nghĩa làm tài cầu danh, thần bất thần chỉ hành đức bạc, lễ bất thành do tác phong sai. Hỏi người xưa ấy là ai, mà nay nở để lật phai hương nồng. Cuộc trào phúng Tây Đông khai diễn, mạng tham gian biến chuyển nhân quần. Dưới trên mở ánh truyền chân, tác tan xã hội tráo trân gia đình. Nhìn cho kỹ vẽ in cảnh thế, phải chăng là sống để tiêu hao, tự cơ tiếp sự sơ giao, đến cơ bàn nổi nhúm màu loạn ly. Ấy cũng bởi bất tri thành tinh, ấy cũng vì thiếu định thân tâm đua nhau, thẳng hướng lạc lầm nghĩa đời. Như thể xa xăm phủ phàng, trung thừa phẩm chỉnh đoan khai hóa, đức chí thành minh hạ thánh tơ, dạy người biết lý bản sơ, dạy hàng hướng đạo lập cơ chữ đề. Đem thánh nguyện hướng về Thượng Đế, là vạn sanh ngọc bệ duy tôn là nơi, cứu rỗi linh hồn là ân, tự huệ trường tồn bố ban. Lòng tin cậy thế gian đồng loại, thật thà nhau điểm sai nhân phong, suy mình hợp thức bên trong, nhận ra giữa cảnh giống dòng tương thân. Danh phẩm đạo trọng phần hỏa lạc, cũng để huynh thịnh phát nghĩa tình. Vì người quên nhớ đến mình, thường xuyên khắc kỷ đừng khinh dối đời. Ngài thể hiện lý trời an tịnh, giữa nhân sanh sùng kinh thể đồng. Việc làm phải lẽ ra công,
dù cho gặp cảnh khổ lòng không nao. Đèn chân lý xoay vào nội thức, kiểm nơi mình đã thật không sai, không điều gian trá đổi thay, rõ danh môn hạ cao đài tu thân. Để chỉnh quân từng phần học đạo, và lập trường cải tạo ở trường chung, chí thành là pháp linh thông, là cơ thánh thiện, là lòng Phật tiên. Người thiên chức năm diện họp hóa, lập chia thành cao cả, đức tin xoay hồn sắc nước gương in, dân truyền phẩm đổ thanh bình chánh phương, hiện thân pháp thể đạo trường. Thi trưởng đạo roi truyền đức độ cao, phải rằng pháp thể được rồi trao, chí thành là một trong chương thánh, định lập muôn đời thượng tiết giao. Đề tài Bần Đạo đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân huệ cho tất cả đàn tiền nam nữ. Bần Đạo thăng. Giữ lẽ công bình. Tý thời rằm tháng 6 Nhâm Dần, ngày 16 tháng 7 1962, tại Hội Thánh Trung ương. Thi oai hiệp phong tử vĩnh thế xương, linh tử thượng triết đạo minh đường, thánh độ khai giải tôn thiên lý, đức độ truyền thành lập thế khương. Oai linh thánh đức chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền, chư chức việt và đạo tăng đẳng đẳng. Giờ này tôn thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có khổng thánh tôn sư lai đàn thuyết giáo. Vậy tất cả thành tâm túc lễ nguyện cầu, tôn thánh xin ngoại cơ tiếp điển. Thi khổng học đồ phương lão điểm thành, thánh chơn tiểu hiển tiếp thời danh, tôn nghiêm hảo hảo nhân quang chiếu, sư đệ tương phùng lý hội sanh. Khổng thánh tôn sư đại hỷ chư phận sự hiệp thiên, chư chức sắc chức việt và đạo đồ nam nữ. Giờ nay tôn sư lâm đàn để thuyết trình trong chương giáo huấn tinh thần, tiếp theo đề tài của thập nhị thường chuyển. Thuyết đồ tôn sư sắp diễn trình là giữ lẽ công bình. Cười,
công bình là một yếu tố định lập của vũ trụ, hóa sanh muôn loài, là phương diệu của nhân sanh trong cơ sự thế để thọ hưởng hồng ân của tạo hóa, mà lập thành chân vị thiên liêng nơi quả gian trần. Đức công bình luôn luôn tồn tại trong vũ trụ và vạn sanh. Vì nếu thiếu lẽ công bình là tất cả hình thức này đến hình thức nọ, trong cõi hữu thể cũng như trạng thái siêu hình, đều giấy động. Tất cả nhân sanh từ cổ chí kim đều gội nhuần đức công bình mà an cư lạc đạo. Nhưng mỗi một lần cơ vận biến thiên nhân tâm thay đổi là lẽ công bình bị ẩn tàng trong chân lý. Xét trong thời đại buổi này cũng như bao thời đại biến thiên trong cõi nhân hoàng kim cổ, nguyên do bởi người quên mất lẽ công bình để dục tâm chế động, chỉ biết mình mà quên người, do đó biết bao nhiêu những trạng thái thương tâm diễn đầy trong biến thể, làm cho chư linh hồn đặng chúng phải sa đọa vào nơi sông mê bể khổ. Can thường lúng lý phai mờ theo dục vọng của mỗi một lúc người điều động. Để chỉnh đốn tinh thần tu học và tiếp khai ngọn đèn chân lý cho muôn đời, Phẩm Trung Thừa hôm nay được chọn lọc những phần tinh ba trong giáo lý. Luật công bình cũng cần nêu cao trong chương đạo để giáo truyền cho đẳng chúng sanh noi theo đường sáng mà thu hồi bổn giác. Tôn sư miễn lễ đàn tiền tịnh tọa thi bài: Để thập chuyển luận chân thánh phẩm, truyền đạo trường sưởi ấm hạnh tu, công bình lẽ phải muôn thu, là phương giải khổ trần tụ thế gian. Một bửu thức nhân hoàng định lập, một pháp độ chiêu tập toàn linh sửa đời tác dấu anh minh. Huân thiên điểm nhuận ánh huỳnh sáng soi, công mà là chẳng riêng đời tư vị bình, là bằng bất ỷ bất thiền tế như dây mực nối liền cánh đoàn nhân sở thẳng nguyên mạch lòng. Nguồn vô tận hóa công ban đủ, nuôi muôn loại bất phụ cao ti, lớp người hơn được giác tri, càng tôn kỹ yếu duy trì luân sanh. Lý đại đồng thể hành pháp chánh, giữa nhân quần lập cảnh an cư công bình, điểm sắc độ thư khai trường thánh phẩm minh từ phong thanh. Đợi hưng trị không dành thua thiệt, nhờ đa phần đều biết lẽ chung, thuấn nhiều đáng mặt anh hùng, tiếp hiền đại sĩ trong dùng vô tư. Dòng minh triết chân như sáng tỏ, bậc hiền nhân đây đó là thường, không vì nổi thuộc tán dương, không vì ngoại thích mà lượng gạt nhau.
Nghĩa đồng loại họa màu ưu lạc, mỗi sở hành đều đạt thời văn, tiếp thông thiên tánh công bằng, nói truyền sự nghiệp tinh thần quảng khai. Cơ nhập thế bảo hoài đức độ, trọng chân tình từ chỗ khởi tâm tự cơ, tế tác âm thầm đặt mình trước giải văn tâm nghĩa đồng. Đem triết luận Tây Đông sưu tập, luật công bình cao thấp bên trong, thế gian quý được cõi lòng, việc mình không muốn đừng mong trao người. Ai chẳng biết vô tư là quý, ai chẳng tường ích kỷ là sai, ngắt vì tước lộc tiền tài, nhiễm mê hồn tục mắt tay u loa. Rồi đâu thấy người ta đồng thể, nên công bình riêng để một bên, lời mình giả ngộ làm quên, kém thua chẳng chịu nói lên bất đồng. Sanh chia rẽ giống dòng thân thuộc, tạo tham gian gây cuộc tương tranh, biết bao phản đối chẳng lành, chỉ vì bản ngã đồ danh mỹ quyền. Hoặc áp chế không kiêng thông lệ, ai a tùng thầm để mưu sâu lửa dòng, nước đục muôn câu lý thường trắc ẩn một bầu dục tâm. Ấy tệ hại nan tầm sự tật, ấy bởi đời quên phước chi công, hay đem hiện trạng suy đồng vẽ lên nét bút linh thông thử nào. Đâu là cảnh thân giao nghĩa hiệp, đâu là nguồn thừa tiếp tình ba, phải chăng lợp bóng đường ta tôn quyền, thân giả bị oa khóc đê. Nạn khổ tận hầu kệ trước mắt, như dục truyền Nam Bắc Tây Đông, dành nhau bả cẳng trần ngông, chốn niềm đồng loại giữa dòng sông mê. Nay đã rõ nặng nề cửa tục trường, đạo cần trực xuất qua huệ quang lý chân, hội dưỡng tâm bàn lược trình nhân cách chỉnh đoan kiếp thời. Gương kim cổ chiều mời hội tụ, lấy công bình hàm thụ đúng phương luyện nên, sáng suốt can trường đoán phân, hư thiệt mở đường tu thân.
đạt mục đích trọng phần xử kỷ. Hạng môn đồ dụng ý càng cao, không bình cố gió phong trào, định cơ tiếp vật thân giao rõ ràng. Gội rửa sạch lớp màng tham vọng, hoặc quyền hành gác gỏng giang hòa, lập nên thể thống an hòa nơi nơi, thảnh hưởng nhà nhà hương trang, để chánh hiện thần quang nhân bản trong nhiệm hành thiên mạng kỳ ba, để cho cây đạo đơm hoa. Cái gì cái gì cái ta đứng gần, người chức vụ canh tân đức độ, còn tư tâm thấy khổ nhục lòng, nguyện thành lập chí bên trong, cá nhân đoạn thể hiệp dòng công minh. Được như thế mới gìn luật cả, mới gọi rằng giáo hóa chúng sanh, giữa cơ hối tắc nguồn lành xương minh, thánh phẩm truyền thành hậu lai. Thi hậu lai truyền để lý công minh, trường đạo là khuôn đúc thánh hình, để một chân tâm thông hiểu dạy, cho hàng môn để lập thân sinh. Hữu sanh đồng nhân thể, thế gian chung tại bởi người gây cảnh hải hùng, bạn ngã vọng cầu theo sắc tục, nên hồn thượng đẳng phải mông lung. Hữu mông lung theo dạng thức mê đời, biết đạo từ nay gắn chớ lơi, biểu hiện chân thần trong diệu thánh, chuyển hồi công lý khắp nơi nơi. Cười, đề tài tôn sư đến đây đã hết. Vị tôn sư ban đồng tất cả hồng ân cho đàn tiền đẳng đẳng. Tôn sư chào. Nuôi lòng bác ái. Đêm 20 tháng 6 năm Đại Đạo thứ 37, tức 21 tháng 7 1962. Thi bửu phẩm truyền đời buổi mạc quân, pháp hành chung hội lý minh chân, thiên ân cao sẵn nguồn quan tuyến tôn nghị, phong cường
đạo nghĩa huần. Bửu Pháp Thiên Tôn, Bần Đạo chào mừng chư chức sắc lưỡng đài, hội thánh, chư chức Việt và toàn thể đạo tâm đàn tiền nam nữ. Cười, hôm nay Bần Đạo thừa lệnh lão quân chuyển cơ và tiện dịp Bần Đạo có lời đại lược cùng toàn thể đàn tiền đạo tâm đẳng đẳng. Cứ mỗi một lần vị giáo chủ chuyển cơ truyền pháp là một phen thế gian đã chìm vào cơ mặt pháp. Tất cả nếu đọc kỹ lại những pho ký ức về phương diện lập giáo cổ kim thì tự tìm thấy cái sứ mạng cao cả của đấng giáo chủ từng thời đại, và tự đòi hỏi mình một tinh thần mãnh liệt trong cơ cải tạo để theo đúng pháp môn truyền thọ, gọi rằng đắc pháp trong thời kỳ. Nói chung, tất cả cũng đã tầm hiểu khái niệm về cơ mạt pháp của thời đại này, nhưng dù sao trên mọi hình thức thường lệ của thế gian tập truyền còn lôi cuốn thói quen của mỗi hiền, nên về phương diện tiến hóa tinh thần còn chậm chạp chưa biểu hiện được toàn diện. Giờ đây Bần Đạo cần khái lược chung để tất cả nhận định thêm về thời mạt pháp của một quân hội diễn hành. Đã rằng mạt pháp, tất nhiên tất cả những kinh ba truyền thấm tinh thần trong chánh lý của cơ định lập nhân sanh đều bị biến động. Tất cả nhìn kỹ giữa xã hội, giữa lớp sống loài người hiện tại thì tự thấy đà biến chuyển lần lượt diễn qua để đưa con người đến cơ tự diệt, tự tàn trong cơ chuyển ứng ngày một biểu lộ rõ rệt. Nào là cơ cấu bất hòa, nào là mầm mống phân tranh, nào là sự tham tàn hiểm độc đang thi nhau hoạt động trong lớp sống đời người hiện tại để thúc đẩy con người vào cơ mâu thuẫn và tự thoái hóa để rồi chuyển hồi cho cơ thánh đức, nhất là trong cảnh giao thừa giữa hai lãnh vực đương phân tranh tiến thoái. Cũng bởi thế nên cơ đạo chuyển khai để đem lại tinh thần chánh lý mà hàng phục tất cả những căn bệnh trầm trọng của nhân tình, mà độ dẫn và cứu hồi những linh căn còn chút thiện niệm từ tâm. Cuộc biến chuyển của trường đời ngày một tăng cao, thời công truyền của nền chân pháp lần lượt nảy mầm trong nhân thể, tất cả chư môn đệ đang đặt nguồn tin tưởng trong kỳ lập giáo, giờ đây cần nuôi dưỡng tinh thần theo đúng pháp môn tu tiến, nghĩa là phải tuân hành và thực tập rõ ràng theo chương đề của đấng thiêng liêng minh truyền bút pháp, mà nhất là hàng hữu trách tinh thần có được sáng suốt thể hiện đúng phương thì mới công dụng hiển nhiên, trở thành tiến hóa trong cơ thừa hành thiên mạng mà phục hồi nguyên vị và trọn hưởng hồng ân của Thượng Đế trong kỳ tế độ. Bần Đạo tạm lược bài khái niệm trong việc tu dưỡng nơi đạo tràng để kịp giờ lão tổ thân lâm. Bần Đạo xin chào tất cả đàn tiền đẳng đẳng. Tiếp điển thi Thái truyền thiên hạ nhất tâm khai, thượng độ từ tôn chánh giác lai. Lão trưởng công thành cơ pháp ứng, quân tương thừa mãn kiến minh đài. Thái thượng lão quân, tôn sư đại hỷ chư chức sắc chức Việt đàn tiền và đạo tâm nam nữ. Giờ nay tôn sư lâm đàn để thuyết minh đề tài nuôi lòng bác ái trong thập nhị thường chuyển cho đủ tinh thần của phẩm trung thừa. Tôn sư miễn lễ đàn tiền tịnh tọa hầu nghe thuyết văn. Bác ái là một phương diệu của nhân loại trong cơ học thành thế hạ. Vì người có sức truyền cảm mạnh mẽ mới thu nhận mọi cảm xúc bên ngoài mà liên hồi trong kỷ niệm bản thân và phán đoán sự việc hợp lý với cơ năng nhân từ để bảo tồn tính mạng.
Đức bác ái là một nguồn vô tận mà Đấng Hóa Công đã ban sẵn cho mỗi người để tự nuôi lòng và đối xử với đồng loại. Tinh thần bác ái được tươi đậm trong mỗi tâm hồn của mỗi người thì đâu còn diễn ra những cảnh đố kỵ, tàn sát tương tranh bất hòa, làm cho cơ tiến hóa của nhân loại phải phân tán trước mầm tương tàn tương sát. Xét vì hiện tại thời mặt pháp đã lần lượt diễn trình, nhân tâm đang tiến mạnh trên đường tự chủ lợi quyền, mà quên niềm thương yêu đồng loại, đồng thể, đã tranh lấn nhau, xô đẩy nhau vào cơ mâu thuẫn, chiến tranh làm cho truyền phong tục Mỹ phải tan mất trong bầu ác khí. Để cảnh minh đường đạo, để thu hồi chân lý trong cơ giáo truyền, chương trình đào luyện tâm tu, đề mục bác ái cần diễn trình rõ ràng, ngõ hầu những thiện căn noi theo, mà tự tạo cơ tiến hóa trong kỳ lập giáo để đón nhờ ân huệ của Đấng Từ Tôn. Thi bài: Thập nhất chuyển truyền công phổ tế, cho mạc thời lập thể đồ thiên gọi là dẫn nhập chân duyên, núi hồn thượng đẳng lương hiền giáng sanh. Đức bác ái lưu hành vô tận, tự không gian hóa lẫn muôn đời, tự cơ khai hóa cõi trời, đến cơ thành nghiệp nơi nơi hữu hình. Luật tương ứng thiên trình khởi thủy, Đấng tạo công định vị âm dương, ban cho vạn hữu lẽ thường, nhân quần hợp thể yêu thương cảm đồng. Lòng nhân ái linh thông sử dụng, một pháp truyền nên đúng chánh phương, thật xa ai chẳng tri tường, ghét khanh tàn hại mến thương bảo tồn. Lý cao diệu khai môn cảnh lạc, ánh từ quang bao quát dương trần, của hàng thượng triết thánh nhân, của công tiên Phật xa gần phổ thông. Biết tương ái cõi lòng thêm rộng, có nhân từ hành động mới tin, mới rằng đem hết chân tình cũng trong đại thể suy mình đạt tha. Gieo truyền cảm dung hòa rất hậu, như giải đồng cơ phẫu nội khoa, thương người chẳng khác thương ta, biết ta tiến hóa trong đà tứ sanh. Lòng nhân ái điểm thành phước huệ, giữa nhân quần hợp thể tương thân, có chi quý được tinh thần, xúc đề cảm khái truyền dân ý lành. Nhưng người bởi không rành chi thiện, nên dục tình sai khiến giác linh, suốt đời chỉ biết thương mình theo lối mưu sinh dứt danh.
xem đồng loại không thành nghĩa hiệp, mà nghịch thù như kiếp xài lan, mặt ai khổ khóc cơ an, đoán tình để chiếm cao sang lợi quyền. Kìa Ngô Khởi lưu truyền gương xấu, giết vợ nhà mong đấu công danh bản quyền, nghĩa bản chẳng lành, cái tên kiệt trụ còn tanh máu đau. Liên hệ hòa xoay vào thực trạng, mỗi hành vi dự án chương trình, hai người mà gọi rằng vinh, dục cơ sát phạt chiến chinh giấy trang. Còn nói chi đến hàng ti tiểu, là mùi ngon lễ biếu cao lương, gia nô súc vật gạt lương, làm công chẳng được yêu thương chủ nhà. Ôi tệ bạc diễn ra thêm chán, màu tai ương lại lan cảnh đời, xanh kia muôn thuở không dời, nhân tình sao khéo vẽ vời đoan tâm. Tiếng ai oán phù trầm rung nhịp, giọng ngân hồi mạc kiếp thường tan. Bốn phương bảo khí ngập tràn, giữa người thanh sống nghiệp oan khởi truyền. Nay trường đạo thâm quyền lý hiện, pháp tiên gia vận chuyển cơ năng giải đời, giữ lẽ công bằng nuôi lòng bác ái trưởng căn đức hiền. Ấu Ngô Ấu tương liên nhân thể, trọng Ngô ông chung để nhược ông, niềm thương riêng ấy nơi lòng rộng suy, diễn cảnh đại đồng thế gian, làm sáng tỏ con đàn cứu thế, chỉnh pháp luân thống hệ đạo khai, thuận chân tỏa bóng cao đài, gói hàng thiên chức từ nay ôn nhuân. Đoạn ác ý quần thần phục sức, giấy từ tâm tạo đức thánh linh, đêm ngân nhờ ánh trăng thinh, phước đời nhờ được thanh bình vô tư. Hồn nhân ái chân như mang mát, của loài người siêu bạc phẩm duyên, thoáng mùi hương vị Phật tiên, ít nhân lợi chúng phương truyền thế danh, chương đạo giải hồi sanh lương giác, nghĩa thân yêu truyền đạt lập đề, hóa lần trước khi hồng mê, đổi cơn ác tánh đưa về thiện tâm. Người tu học phải tầm sự thực, nghiệm cổ kim duy nhất tinh thần, có làm được việc chánh chân, có hòa
nhịp sống tương lân mới thành. Hạng hướng đạo đàn anh rõ biết, mỗi sở hành chi tiết nên hư, mến yêu niềm nở khiêm từ, thế đồng sắc diễn vui tươi hậu nồng, nhìn sanh chung trọn lòng cố cập, giác diệu nhau kẻ thấp đỡ nâng, cho ra đức độ tinh thuần, mở đường bác ái đưa chân dân trời, lòng trí tưởng lý đời tươi đẹp, và thế gian thọ phép hội minh, trong khi nổ khí bất bình, hiện thân lạc quốc quần linh diệu hiền. Ân nhờ bửu pháp trường tiên, thi tiên Phật giải truyền đạo hóa sanh, tùng chân lý giải pháp minh hành, cứu đời mê mịt trong ly biến. Bác ái là phương trực giác thành. Chứng bài tôn sư đến đây đã hết. Vậy tôn sư ban ân hồng cho tất cả nam nữ đàn tiền đẳng đẳng. Tôn sư Thanh. Đức Từ Bi, đêm 25 tháng 6 đại đạo thứ 37, ngày 26 tháng 7 1962, thi Đại Bản Thiên Chi Vạn Thế Sanh, giác khai hồn đạo lý thiên thành, kim minh chiếu diệu nhân gian bộ, can định phương lai pháp thể hành, đại giác kim cang bần đạo đại hỷ chư chức sắc chức việt và toàn thể đạo đồ nam nữ. Giờ nay bần đạo thừa lĩnh Như Lai báo cơ, vậy toàn thể đàn tiền thành tâm nguyện thỉnh bần đạo chào tiếp điển. Thi thuyết chủ minh tâm kiến tánh chân, ca thành duyên giác định thân đơn, như nhiên vô sắc hàm quang diệu, lai vạn linh thông bổ phẩm quần. Thích Ca Như Lai, bổn sư đại hỷ chư chức sắc lưỡng đài, chư chức việt và đẳng chúng sanh nam nữ. Giờ nay bổn sư ngự đàn để diễn thuyết Đức Từ Bi cho hoàn bộ trung phẩm. Vậy bổn sư miễn lễ đàn tiền thọ pháp toàn định, hầu nghe bổn sư thuyết hóa. Đức Từ Bi là một diệu pháp linh huyền của Phật tâm, để đem lại nguồn từ quan êm dịu cho đẳng chúng sanh, gội nhừng trước mọi khổ não của cảnh đời trầm nịch. Tất cả từ mỗi đạo đồ đến hàng chức sắc, hàng huynh trưởng nói chung là người thừa hành chức vụ để truyền dẫn pháp môn tu hành trong giáo đạo, cần thu nhận để hoạch định con đường cực đích của đạo pháp, và làm bước noi theo đường đạo để tiến vào phẩm vị thiêng liêng. Cho nên mỗi mỗi có thực hành được pháp từ bi mới nhận thấy mình được trực tiếp ngưỡng nhuần nguồn quan điển của Phật tông chiếu mạng. Này tất cả chư chúng sanh,
Đạo là lý tự nhiên bao hàm trong vũ trụ, thể hiện ở nhân loài từ ngôn ngữ, từ cử chỉ hành động. Có thể rằng một hơi thở của mỗi chúng sanh là một chi tiết của pháp đạo. Cho nên về phần lập giáo của giáo chủ đã thể hiện với lý đồng nhất, phân sanh lập thuyết để điều độ chúng sanh qua cơn khổ hải trần mê, hồi đầu hướng thiện. Thánh giáo chủ đích thuyết minh công bình, hòa hiệp với lý dân sanh, thể hành với cơ tạo hóa điều độ muôn loài để dẫn dắt chúng sanh đi về với cơ diệu pháp. Tiên giáo đã minh đề bác ái mở rộng lòng thương, thể hiện đức ban đồng lẽ sống của tạo đoan mà lập thành pháp đạo. Về phần Phật tông, truyền lý từ bi để hấp dẫn mọi nguồn sanh lực cho chúng sanh, ngõ hầu hàng gắn tất cả những đau thương, khổ hại của sinh linh, và hòa nhịp với cơ háo sanh của tạo vật, mà lập thành phương định cho vạn thế hồi chân. Như vậy, bổn sư cần nói rõ rằng, tất cả lập thuyết của các giáo chủ đều thể theo lý duy nhất là lẽ đạo tự nhiên để truyền lại con đường vĩnh lập cho thế gian, noi theo mà hành pháp môn định dưỡng tinh thần. Hôm nay giữa thời mặt pháp, giữa thế kỷ 20 này, nhân loại đang quằn quại trong cảnh khổ đời. Người đạo tâm đã vắng mờ trong quải dục vọng sắc giới, có thể gọi là một hiện thân của cơ biến chuyển để mọi vật tự tàn, tự sát mà gạn lọc trong lý đạo, để hoàn thành sứ mạng trong cơ lập giáo kỳ ba. Bởi thế cho nên trong kỳ lập giáo này, tất cả chư Phật, Thánh, Tiên đều chuyển hồi đạo pháp để cảnh tỉnh chúng sanh đang sái bước lạc đàn, hoặc còn noi theo tâm phàm chen lấn, đi vào con đường hãm nịch tối tâm. Giờ nay bổn sư thuyết minh đức từ bi, để đủ chương trình trong trung phẩm làm phương châm hồi định của vạn sanh trong bước đường học đạo. Thi bài: Thập nhị chuyển định thành nguyên tánh, dạy pháp thường Phật cảnh hóa duyên từ bi, là đức nhân hiền khai cơ đạt đạo, soi truyền hạnh tu. Từ bi ấy công vô tuyệt đích, không một điều trái nghịch tham sân, luyện nên trong sáng chân thần, gọi rằng kết quả chí nhân chí thành. Lòng thương xót đồng sanh thể hóa, tánh vô tư cao cả trọn dình, dù cho gặp cảnh nan minh, khoan hòa độ lượng an bình nỗi tâm. Không oán ghét, không lầm tội ác, dẫu rằng ai hung bạc sanh đoan, xem như thiện niệm chưa hoàn, còn trong giác hóa mở mang nhiều ngày. Đức từ bi cao thay giá quý, thuộc Phật tông cơ chỉ đạt thành, bố đề tâm niệm chuyển sanh, chân như diệu diệu thông hành huệ quang, đem thực dụng nhân hoàng định vị, là bao truyền tình tuy hiện thân, là cơ trinh lợi cõi trần,
an cư thuần đốc xa gần tương thân. Chủ lường giác mở lần hỗn đạo, do thiện từ toàn hảo chi tình, nhẹ nhàng như ánh bình minh, âm dương giao thái thành tình phong quang. Nguồn hạnh phúc điểm trang nhân loại, đức từ bi bủa rải toàn linh, lắng yên mọi nỗi bất bình, giữa người chung hưởng khương ninh phước đời. Cơ tình nhất lý trời di diệu, vì chúng sanh khó hiểu được sành, đa phần thị dục lẫn tranh, noi theo ác niệm vọng hành trái oan, đem lẽ sống vào đàn hùng lực, chinh phạt nhau mạnh được yêu vòng, bốn phương dây động cõi lòng, nhân quyền điên đảo trong vòng ngổ ngang. Xem cho rõ diễn màn bi lệ, để định đề lập thể dân sanh, biển sầu càng lắc càng xanh, bởi chừng thiếu kẻ thực hành từ tâm. Nay trường đạo linh thâm pháp hiện, dụng thành chân vận chuyển mê đồ, dựng xây nhân thể quy mô, tự bi nhuận sắc bửu đồ thế gian. Trung thừa phẩm chỉnh đoan đức độ, lễ nhân hiền yếu tố vì tiền, quảng khai trong cuộc giáo truyền, ban hành thiên tước chỉnh nguyên luân thường. Người chức vụ phải tường cội rễ, nuôi lập trường xử thế tu thân, đổi thay bảo khí phong trần, cho hồn thanh khiết lần lần nhẹ nhàng. Cùng bạn đạo tương quan ưu ái, cùng đồng tôn đồng loại thật thà, trọn lành niệm tưởng thiết ta, hình dung tư chất điều hòa tự nhiên, tạo sẵn tánh vô phiền não sự, mới gọi rằng đoạn khử tà oai, mới mong chứng quả Phật đài, mới hoàn nghĩa đạo ngày mai lưu hành, để xác nhận truyền thành phương độ, nơi trường tu đạt chỗ công niên, định chân pháp thể mỗi diện, từng phần cơ yếu thường xuyên trao dồi, đức từ bi thu hồi quang chiếu, luyện được rồi sáng diệu tâm linh, tỏa khai muôn dặm ánh huỳnh, an nhàn bốn cõi thánh tình thiên lương. Nhưng trước phải minh tường bác ái, mở rộng tầm
quảng đại vị tha nhìn chung. Bốn biển là nhà trong niềm đồng loại thuận đà háo sanh. Lý công bình chú thành nhân hệ, lập thế gian đạo thể sơ khai. Nguy nguy tỏa sáng đức tài, đức tài thực dũng thẳng ngay một lòng. Đoạn tư kỷ lý đồng minh hiện, mới trọn làm phương tiện tương thân. Suy ra toàn giác chí nhân, khâm tay thiện lạc tinh thần từ bi. Chương lập giáo thời kỳ quân hạ, Phật thánh tiên chung cả đạo trường. Tuyên đề khải ngộ hội dương, vớt người trăm địch lầm đường lát chân. Hỡi chúng sanh giải cơn trần mộng, nhìn huệ đăng nương bóng linh kỳ. Thức hành khuôn phép từ bi, con ngài chứng phẩm liên trì hóa thân. Nay giữa cuộc phong trần chuyển biến, diễn hùng oai cuộc diễn phân tranh đáo đời đôi nẻo sắp ranh. Càng ham quyền lực càng hành nhẫn tâm, muốn giải khổ phải tầm chân lý. Nơi trường tu dụng ý tinh vi, đạt mình lãnh vực giác tri. Kệ kinh dẫn khởi từ bi đức thương, đạt thành yêu tại đúng phương. Thi phương châm sự thế định thần chân, giải khổ độ sanh đạo nghĩa quần. Chánh tiết tu bồi thâu ác vọng, nhân hiện căn trưởng tạo căn dương. Tránh xa mưu lợi trong phiền não, đoạn hẳn cầu danh cảnh oán hờn. Luyện tánh từ bi hòa mạch sống, hiệp đồng chúng loại thể tâm đơn. Đề tài luyện tánh từ bi bổn sư thuyết giáo đến đây đã hết. Vậy mong rằng tất cả chư chúng sanh và trong hàng chức việc cần thực tập để gọi rằng đã đắc pháp trong cơ truyền thọ về chương giáo hóa tinh thần. Được như thế, công phu tu dưỡng của mỗi mỗi mới thành tựu, mới thấy được ánh sáng Như Lai trong bản thể. Vậy bổn sư ban đồng ân huệ cho tất cả chư chúng sanh giờ này sáng suốt tinh thần để nuôi dưỡng tâm hồn tinh tiến. Bổn sư chào tất cả thăng. Phương châm hành đạo. Tý thời mùng 10 tháng 7 đại đạo thứ 37, ngày 9 tháng 8 1962. Thi thanh bình tiếng gọi vẫn không gian, chân hội ngày nào
mới bước sang. Tiểu tiết thuận hành thiên hạ lạc, thánh ân nhuận tiếp dưỡng sanh toàn. Thanh chơn tiểu thánh chào tất cả chư vị chức sắc chức việc và toàn thể đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay tiểu thánh thừa lệnh giáo tông đại đạo báo cơ, vậy đàn tiền thành tâm tiếp điển tiểu thánh xin chào. Tiếp điển: Lý Thái Bạch, giáo tông đại đạo, đại hỷ chư chức sắc chức việc đàn tiền và toàn thể đạo tâm nam nữ. Thi: Giáo hoa thành thiên hạ đạt công tu, tông diện phương châm hoạch bổ đồ, đại thể thiên chi hồi nhất bản, đạo quang chiếu hiển vạn sanh vô. Giờ này bần đạo ngữ đàn để thuyết minh đề tài phương châm hành đạo trong phẩm trung thừa. Vậy trước tiên bần đạo miễn lễ đàn tiền an tọa. Đã rằng đạo là phương cứu cánh tinh thần cho đẳng chúng sanh, tất nhiên trên lập trường người hướng đạo cần phải minh định đường lối rõ rệt để bảo đảm cho công thực hành hiện tại, để cho thống truyền đạo đức ngày một tôn nghiêm, để cho các hàng chức sắc hướng đạo thấy rõ nhiệm vụ mình trong hàng ngày đối với trường đạo, đối với nhân sanh. Giờ này bần đạo cần hoạch định rõ ràng phương châm hành đạo cho tất cả đạo trường thảo luận hàng ngày mà lập nên công quả, để đem lại niềm yên vui về thể xác và tinh thần cho đẳng chúng sanh, đường lối xây dựng thánh thể hiện hành trên thực tế. Căn cứ vào ba điểm là phụng sự dân sanh, xương minh dân trí và hoàn thành dân đức. Trong ba chính điểm với chương trình thực hành rất rộng rãi, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời kỳ con đường hành đạo, sẽ biểu diễn vô cùng tận để đưa bước tiến cho chúng sanh. Hễ chúng sanh đã trưởng thành dân đức, nghĩa là đức độ tu hành đã sáng tỏ vào tâm giới của mỗi môn đồ, ấy là nhờ pháp đạo đã dìu đường cho chúng sanh trở về tăng dân nghĩa hiệp. Lòng người đã đổi mới hay lòng chánh niệm đổi mọi vọng tâm, tức là đã biết tương thân hòa ái thực hành nhân đạo, căn bản là đã trọn công dẫn đường cho chúng sanh đi đến đích chí thiện, ấy là hoàn thành phần thánh đạo. Tất cả những đề mục nơi phẩm trung thừa đã nêu rõ mỗi chi tiết hướng dẫn và diễn giải từng ý một để điều độ tâm hồn người hướng đạo và đẳng chúng sanh noi theo mà về nguồn cội và đạt đến đích cuối cùng chí thiện. Vậy muốn cho cơ đạo sớm thành, nhân tâm sớm định, từ nay tất cả hàng hướng đạo cần đặt tâm chú trọng ở nhiệm vụ và đức độ riêng từng mỗi cá nhân để xây dựng làm khuôn mẫu cho cảnh đời hiện tại. Thi bài: Trưởng đạo pháp điểm khai kỹ hạ, một thông đồ chuyển hóa vạn linh, định chân nhân bản quy trình lập đề đổ dẫn dưỡng dinh sanh tôn. Chương giáo huấn diệu môn truyền giải, cho thế gian tầm lại công tu, trên đường thiên lý thâm u, hiện thân bổn giác hiệp phụ chánh phương. Đã rằng đạo phải tường chủ đích, nuôi sở hành bổ ích chi đây, để còn diệu dũng trong ngày
gọi là pháp thể cao đài tịnh mê. Hồn đạo đức đem về thực tại, trung phẩm ban tuyên khải từng phần, cho hàng hướng đạo lập thân, biết chân giá trị tinh thần nơi trong. Nay cần tiếp diễn thông yếu một, phóng con đường trực xuất công nhiên, phương châm hành đạo giáo truyền, bản đồ thánh hóa hữu thiên phổ thành. Ba chính điểm lưu thanh nhân thể, lập thế gian đạo hệ duy tôn, tương quan cả xác lẫn hồn, nơi trường tu học vĩnh tồn hậu lai. Phụng dân sanh chương bài học nghiệm, cho thông truyền thị hiện công minh, niệm thương gắn chặt chân tình, đói đau khổ nạn đồng thinh giúp vua. Đời đã lắm hơn thua tranh cạnh, đạo phải tường ấm lạnh có nhau, đời đang phân tách nghèo giàu, đạo đem trở lại một màu tương quan. Đời còn những trái ngang quyền lực, đạo cần lo tạo đức vô tư dân sanh, điểm sắc hồn từ mầm non gieo để cho người thế gian. Thư chánh hiện trang hoàng nhân thể, phần hữu hình trọng thế thân an, ở ăn quy pháp đạo tràng phải cần hợp thức mở mang làm đầu. Người có được dài lâu lẽ sống, và ấm no mới trọng tinh thần, hướng về thánh đức canh tân, đỉnh đồ thơ chuyện sanh dân lý đồng. Trượng phước thiện dày công sáng lập, từng phạm vi cung cấp bảo toàn, trẻ thơ khỏi phải cô đơn, và nua được chỗ an nhàn tu chân. Còn đau đớn cá nhân sầu thảm, còn lạnh lùng ảm đạm mặt ai, ấy còn theo hướng lệch sai, chưa thành cứu cánh cao đài chính phong. Để trực kiến cảnh đồng ưu lạc, lão gọi hàng thượng đạt từ nay hữu hằng, tâm sáng chung tay vươn lên chia cả cho ngài hanh thông. Tạo lương điền nuôi lòng kẻ khó, lập công thương giải độ cơn nguy, ốm đau nhờ sẵn thời y, nông bố quả phụ được kỳ chở che. Cơ thể đạo trưởng đề, thân ái do nhiệt thành, đang trải nghĩa phương
phát linh mở rộng bốn tường, sanh già bệnh tử khổ thường thế gian. Phong phú hoa cơ hàng phận xác, giải ngộ thành thiện lạc chúng sinh, nguồn nhân chảy suốt mạch tình của trời, khắp rải ánh tinh nhẹ nhàng. Vui lẽ sống tiên sàng dân trí, lo dung bồi ngữ trị lương tri, ấy là trực giác tinh vi, có phần quấy phải mới trì công tu. Khai dân trí việc mùa nhẫn tục, giải mê đồ tạo phố qua quả chân, tâm hồn nảy nở điều nhân, nhờ trong sáng suốt thu hận lý tinh. Nên dần trí tiến trình cao rộng, đổi nhân sanh lạc lõng còn nhiều, chưa nhìn thấy được chính phiêu, chỉ đem trì tưởng mới chịu lệch thiên. Đâu đã biết thanh hiền độ lượng, đâu đã rành phương hướng nhân quang, hoặc đem trí xảo quang đàn, hoặc là mọc nốt cải đoan sai lầm. Cần định rõ phương châm cụ thể, để chuyển động trí tuệ nơi trong. Người tu âu phải dốc lòng, học cho biết chữ làm thông kinh truyền, hiểu đúng lý thầm quyền kim cổ, tìm cho ra ở chỗ đạt thành. Trên đời lắm kẻ hữu danh, học cao thấy rộng nhưng hành càng sai. Vì chỉ trọng bên ngoài giả tướng, trí xảo tâm theo lượng sông đào, biển càng mờ mịt lắc sao, đắm mê vật chất buộc vào cái quan. Nay trưởng đạo nghiêm trang trí giác, mở học đường khai thác lương tri, ra công giáo hóa trường kỳ cho hàng môn đệ thị phi khỏi lầm. Trí đã hội uyên thâm nghĩa lý, đem sở hành tận tụy dài lâu, dân đức kiến trúc thượng lầu bửu tòa, chứa để ngọc châu báo truyền. Dân đức ấy hồn nhiên nhân phẩm, do tinh thần tươi đậm phá sanh tướng hình, muôn vẻ long lanh phong tư thuần hậu nhân lành hiển thân. Nhưng muốn được trọn phần dân đức, là trước tiên hợp thức dân sanh, mở mang nhân trí tiến hành tiếp truyền bản sắc cao thanh chủ đề.
trường tu dưỡng hội tề thiên chức đạo luyện nên mình đức chí công khai cơ nhân ái đại đồng hiếp đề chúng loại giống dòng đệ huynh người đã rõ chân tình tương ứng mỗi mỗi đều xây dựng bản thân hết cơn biến loạn cõi trần là công chuyển hóa tăng dân hỏi này dân đổi mới hay hay lòng đạo ngại vui theo tiết tháo thanh hiền chăng minh lòng dạ thần tiên kết tình chí thiện chân duyên đỉnh thành phương châm đạo thực hành luận giải ấy con đường rộng rãi vô biên ngàn năm đạo pháp roi truyền âu ca lạc quốc cao nguyện thế danh tổng đệ dân đức trí sanh thi dân sanh trí đức hoạch đồ phương dạy pháp kỳ ba độ dẫn đường điểm hóa tâm hồn minh thánh phẩm định an pháp thể kiến nhân thường vén mạng đau khổ tham sân vọng truyền ánh thanh bình chánh giác luân đặng chúng hưởng nhờ cơ đạt khỏe vô nhân vô ngã đạo thành chương hữu chương trình khai hóa phẩm trung ban đề một diễn minh yếu lý hoàng hỷ kiến thực hành công mẫn hiển tôn nghiêm hành sự nhất tâm đang cười về phương châm hành đạo một diễn trình dân đức ít hơn các mục trên. Chư môn đồ nên hiểu rằng, hễ đào luyện được trí sáng suốt mở mang được đời sống thanh bình, thì đức độ tùy phương khai biện. Vậy tất cả nên nhận định rõ ràng trong chương trình hành đạo, để tùy tiện thích nghi mà mở mang cho thống đồ đại đạo, ngày một sáng tỏ với sứ mệnh thiêng liêng là cứu thế độ đời. Đề tài bần đạo đến đây đã hết. Bần đạo ban ơn chung tất cả đàn tiền nam nữ. Thăng. Hoàng Kinh. Đêm rằm tháng 7 năm Đại Đạo thứ 37, ngày 14 tháng 8 1962. Thi. Trăng sáng lưng trời điểm thế gian, hạt về trung hội báo cơ đàn, đồng trong tất cả thâm thành đỉnh, tự hiện long môn kiến phủ hoàng. Tiếp điển thi. Cao tôn đạo pháp vạn linh sanh, đại thượng
hư vô hóa thể thành. Giáo hội tinh thần khai lạc quốc, chủ truyền công lý nhật thường thanh. Cao đài giáo chủ, thầy linh hồn các con, thầy mừng tất cả các con đàn nội. Nay trong tiết Trung Quân, và cũng là ngày hoàn thành trung phẩm, thầy linh hồn các con ngự đàn để bố hóa hồng ân cho các con được sáng suốt tâm hồn trong bước đường tu học. Thầy miễn lễ các con lớn nhỏ được phép an tọa để nghe thầy huấn dụ chung. Tất cả các con đã ôn nhuần và suy nghiệm về cơ lập giáo và mục đích của thầy trong thời kỳ khai đạo. Vậy đối với tâm lòng nhiệt thành ưu đạo của tất cả các con nơi đây, thầy sẵn sàng ban ân huệ cho mỗi trò. Thầy chuyển lập hội thánh nơi đây và tiếp theo ban hành kinh pháp với mục đích ban hồng ân cho các con, để các con được nơi an tâm trong bước đường học đạo. Với bửu phẩm trung thừa, thầy và chư Phật, thánh tiên nêu lên từng mục, được sang định và tổng hợp tinh thần chân lý kim cổ để làm phương định cho các con, cho thế hạ noi theo luồng quang diệu mà thu hồi lương giác để thoát qua khỏi vòng trầm mịch đau thương của cảnh đời mạt hạ. Các con được phần ưu tiên đã thu nhận ánh sáng chân lý trong những ngày gần gũi. Vậy các con hãy vượt qua nỗi khổ đời với tinh thần ham học, trọn đức tin và chấp mình trong pháp đạo. Thầy nói rõ cho các con được tri tường. Từ ngày thầy quy định pháp môn tu dưỡng là ngày thầy ban hồng ân cho các con, mà cũng là ngày để chiếu theo thiên luật mà khiển trách những con nào còn tiếp diễn tội tình, làm nhơ danh đạo. Nghĩa là những con không biết thực hành theo lời giáo hóa để rèn đúc tinh thần chí thiện. Thi bài: Phải chuyển lập tam kỳ độ thế, ban pháp kinh quy thể đạo truyền, khai nguồn phước quả chơn duyên cho con lớn nhỏ định thiền công tu. Dòng thiên điển vẹt mù cảnh tục, giải mê đồ gạn đục lóng trong, lý chân soi sáng cõi lòng, hiếp đường kim cổ tây đông thánh hiền. Thầy xót trẻ không yên nội tại, tánh lãng sao nhân ngại lẽ thường, giống chiều sắc thái nhiễu nhương, quên niềm đóng loại tăng cường nhân tâm. Bao diễn cảnh sai lầm trước mắt, mở quần phim sóng đặt từng màn, luôn thường đảo lộn trái ngang, nào ganh ghét lẫn, nào tàn hại nhau. Rõ triệu chứng khổ đau thần độc, bởi nguyên nhân thất lọc lương tâm, tỉ như kẻ tối đi tầm, lộn đường lối cả bước lầm lạc chân. Đâu dõi thấy cao sơn minh nguyệt, lượng trường giang trang liệt màu xanh, bố đồ muôn vẻ long lanh,
trong bầu vô tận lưu hành thiên nhiên. Ấy là lý thông truyền trực giác, ấy là hồn thượng đạt vĩ nhân, ngoái dòng tục tử phong trần nuôi cao trí tuệ hằng dân ý thành. Giữa biến thái tàn canh rung chuyển, cả thế gian cực diễn hùng oai, hồn sanh chen chúc nghĩa đài bơ phờ, dở tình dở sai kiếp đời. Thầy đau đớn con ơi có biết, nặng nề thay cách biệt nghĩa đồng, vì con thầy phải ra công lời truyền giáo huấn tay bồng đỡ nâng. Mong con trẻ mở bừng mắt sáng, nhìn theo thầy trước dạng từ quan, con nên được chứng sổ vàng và thầy chức vụ tương quan hồi này. Con hồi tưởng tỉnh quay cơn mộng, thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa miễn sao con trẻ đoạn chưa xét mình cái hối sớm trưa thật lòng. Thầy biết trẻ trong vòng mạt pháp với trào lưu phức tạp giả hình, dễ gì con giữ vạn trinh, tiết danh chánh thuận giác linh an bình. Nên thầy chuyển đạo trình chân giải, và dẫn đề thực tại phổ thông trung thừa bửu phẩm toàn công. Là phương hóa thể hợp đồng thánh tiên, trang đầu mở thầy truyện tôn chỉ, tiếp diễn lần yêu lý nhân quan chiết phân, chi mục rõ ràng tự cơ luận thuyết khởi đàn công phu. Nêu bệnh chứng thiên thu tục nhiệm, định phương châm thiện niệm pháp đồ, thân thần kiến tạo quy mô, xoay vào thực cảnh hóa đồ thế gian. Thầy dạy trẻ lời vàng điểm nhuận, nhờ mỗi con khai hứng tinh thần, cho hồn thanh khiết lâng lâng noi theo đường sáng con lần điểm trăng. Còn tất cả trong hàng môn hạ nay, thầy ban phước lạ gội nhuần, nghĩa là giải phép tu thân vượt qua trùng án mấy tầng hồi hương. Thầy đâu những ghét thương đôi ngã, còn cái đồng giáo hoa trường chung mong sao con hiểu tận cùng ghi truyền âm hưởng tâm trung nhẹ nhàng. Con lớn nhỏ nghiêm trang thời tập,
Thầy sẵn sàng ban lập thiên ân, con nên thấy thưởng trọn phần trong kỳ lập giáo thầy cân phân sanh. Nhưng cũng phải định thành công hệ, việc thưởng rằng khá dễ vô minh, nào con tiếp diễn tội tình còn gây trái nghiệp khổ hình con mang. Nay trung tiết khánh hoàng trung phẩm, thầy ngữ đàn điểm thẩm toàn pho, đây là diệu pháp thầy cho thoáng mùi tiên thánh định độ thế gian. Các con chung tạo cảnh nhàn thi nhãn tâm học đạo, đạo khai sanh lý hiện chiêu chương trực dẫn thành. Hoán thể trần hồng tư nhuận sắc, tăng dân minh đức định thân danh. Thầy hôm nay vui mừng cùng tất cả các con nam nữ xa gần chung họp về đây, đặt thành công chí nguyện. Thầy giờ này chia đồng nguồn linh điển để chan rưới tâm hồn cho mỗi trẻ. Vậy từ nay tất cả các con đã được một pho pháp truyền trung phẩm. Làm phương châm định lập tu hành, các con hãy cố gắng thu nhận từng chi tiết để phân rành yếu lý và nuôi dưỡng tâm hồn theo phương thầy truyền. Các con hữu trách kể từ nay cần thảo luận và biện giải rành mạch phổ truyền chu đáo, ngõ hầu tất cả con cái của thầy được cảm đồng ân huệ trong chân lý. Ngâm lời vàng truyền giải các con, mong sao lớn nhỏ giữ tròn tâm kiên, tu hành thường bữa vui xiên, nói theo phương định thánh hiền lập thân. Giờ đây thầy bố hồng ân cho con đàn nổi hưởng phần từ quen, mừng con ở lại trần gian cung đình chiếu diệu điển quang thầy hồi.